Nổ Lộc lớn, tuổi Ất Mão sinh năm 1975, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch, thần tài rót lộc, vận may liên tục kéo đến, trúng số liên tiếp, tiền bạc ùa về như thác lũ, giàu có hết phần thiên hạ. Đầu tiên, xét về cung mệnh tính cách cuộc đời tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Người tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, Đại Khê Thủy, họ là người thường có quan niệm mọi sự tùy duyên, đây cũng là lý do khiến họ có cái nhìn bi quan và khá thụ động, thích sự an nhàn trong cuộc sống. Người tuổi Ất Mão là những người thông minh, ngoan ngoãn, tốt bụng và chu đáo, nên thường nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người. Họ cũng là những người tinh tế, nhạy cảm, có óc thẩm mỹ và khiếu nghệ thuật cao. Ất Mão hào phóng và thông cảm với mọi người, so với các tuổi Mão còn lại thì nhỉnh hơn, họ sẽ sẵn lòng giúp đỡ bạn chuyển nhà, pha trà cho bạn, hay là lắng nghe bạn than thở với những chuyện không may của mình. Đôi khi Ất Mão quá tốt với người khác, làm hại cho bản thân mình và bị lợi dụng mà không hề hay biết. Họ cần học cách từ chối và rút lui, nếu không muốn cảm xúc của mình bị quá tải. Họ là người có ít quyết đoán nhất trong các tuổi Mão. Một trong các lý do là sao họ luôn muốn giữ vai trò kiến tạo hòa bình và không muốn làm tổn thương người khác. Họ sẽ bị cấp trên hăm dọa và có thể chọn cách bỏ qua những sai phạm mà họ chứng kiến để tránh gặp rắc rối. Ất Mão thường tránh mọi sự chú ý và không thích làm người nổi trội. Bản chất ghét cạnh tranh, họ chỉ muốn biến các mối quan hệ thành một trải nghiệm hạnh phúc. Chính vì vậy, cuộc đời họ tràn ngập bạn bè và các mối quan hệ tốt lành. Những người sinh năm 1975 thường là người không quyết đoán bởi tính cách dĩ hòa vi quý, hiền lành, không muốn làm thương tổn ai. Người tuổi này không muốn trở thành tâm điểm chú ý của người khác và ghét sự cạnh tranh. Chính vì vậy mà người tuổi Mão có nhiều bạn bè, mối quan hệ đều xuất tốt đẹp, thế nhưng cũng dễ bị người khác lợi dụng và xúc phạm. Tuy nhiên, nếu có người ở bên đôn đốc và không ngừng cổ vũ, thì tuổi Ất Mão mệnh Thủy sẽ có thêm động lực và gặt hái những thành quả tốt đẹp. Người này là những người ôn hòa, hiền hậu, mềm dẻo, uyển chuyển, lại có tài hùng biện, văn chương, ngôn luận như dòng nước không bao giờ vơi cạn. Tính họ nhân ái, thương người, thích giúp đỡ người khác, nhưng lại dễ mắc thị phi, miệng tiếng, làm ơn mắc oán, hoặc bị hiểu nhầm, ưa cuộc sống biến động, thích sôi nổi, hay bàn luận, trao đổi với bạn bè, chia sẻ bộc bạch với người thân. Tâm họ tốt, phẩm hạnh cao thượng hơn người. Tính cách chính là điều có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của những người tuổi Ất Mão. Họ khó tập trung vào công việc khi mà tinh thần sa sút. Đối với những công việc đòi hỏi sự chính xác càng dễ mắc sai lầm. Vì vậy họ cần học cách điều chỉnh cảm xúc, không để nó ảnh hưởng tới công việc quá nhiều. Trong công việc, người tuổi Ất Mão rất có trách nhiệm, tận tụy và yêu thích công việc mình đang làm. Nếu may mắn được làm đúng công việc bản thân yêu thích, họ sẽ gắn bó và nỗ lực hết mình để thành công. Tuổi Ất Mão tượng trưng trong một lối sống bản lĩnh và bình thản trước mọi sự thăng trầm hay sóng gió trong cuộc sống. Nó bao gồm cảm xúc của bạn, hành vi của bạn, tư tưởng tư duy của bạn là những điều cần đặc biệt để ý đến. Khi mọi quyết định bạn đưa ra đều có thể khiến mọi việc có sự thay đổi, đến trên thăng hoa, nên thay vì ngẫm nghĩ từ đầu năm đến giờ không làm được việc, cũng chẳng thuận hành, hãy cứ bắt đầu xốc lại tinh thần, lên lại nhiệt huyết, rồi mạnh dạn mà bước chân vào cái đoạn dựng xây lại mọi điều. Dù là nam hay nữ, Ất Mão ở thời điểm hiện tại cũng đã đạt được độ chín về đường đi lối lại trong công việc, có quan hệ, có mánh lưới riêng, có sự ổn định về tư duy và đã thoát hoàn toàn khỏi sự khống chế trong nỗi buồn về những câu chuyện tình yêu. Ở thời điểm hiện tại cũng là lúc Ất Mão 1975 đã trải qua những thiệt hại và mất mát đủ cho giai đoạn tiền trung vận này. Biết dùng người, biết kiên định, thương người cần thương, bỏ người cần phạt, không cả nề, không nhân nhượng, không ôm đồm những kẻ không xứng đáng đồng hành dài lâu. Người xấu kệ người, người đặt điều kệ họ, người lợi dụng mình thì coi như nghiệp quả do mình từng nợ họ. Đôi khi gặp thị phi, miệng gần tai, ai tự nói thì sẽ tự nghe, bị đặt điều thì cũng cứ điềm nhiên mặc kệ, miệng của người đời họ có quyền nói. Thời thế cũng vậy, vận hành thông thì ta mạnh dạn mà tấn công, mà thời chưa tới thì ta thong thả mà nghỉ dưỡng. Vì bánh xe thời thế, vòng tròn thịnh suy nó di truyền từ từ và tự nhiên, tuân theo quy luật của đất trời, chứ không đi theo mong muốn của con người. Tôi biết lắm lúc Ất Mão cũng muốn bỏ mặc buông xuôi, lắm khi bạn chán nản lắm, trầm cảm nhiều, nhưng trời không bắt cá phải bay, cũng không bắt chim phải bơi lội, rồi sau đấy bạn hãy nhớ lại cái lý do, tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn, nhảy ra khỏi cái vòng tròn an toàn cố hữu của bản thân, để rồi vươn mình tới những thành công mới,
sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Thử thách đặt ra dù có khó, có dồn dập liên miên không ngừng, thì cũng nằm trong tầm kiểm soát của chính bạn mà thôi. Nếu bạn muốn ngày mai bình yên, ngày hôm nay bạn cần phải chiến đấu. Chiến binh không phải lúc nào cũng chiến thắng cả, mà là không ngừng chiến đấu dù chỉ một giây khi đang trong trận. Nếu bạn đang quẩn quanh quá, đang mệt mỏi quá, đang ưu phiền quá, hãy cứ viết một dấu chấm than ở đây, hoặc kể lại câu chuyện của chính mình, coi như là sự xả những nhịp thở tiêu cực của mình vào vũ trụ bao la, cho nó tan biến đi, cho tâm hồn bạn một khoảng tĩnh, rồi lại tiếp tục cố gắng đấu đời. Trong công việc, Ất Mão là người rất tận tụy và yêu thích việc mình làm. Họ thường lặng lẽ làm việc, khi tìm được việc mình thích, họ sẽ gắn chặt với nó cho tới khi đạt được thành công. Họ rất giàu trí tưởng tượng. Ất Mão không thích tầm thường, mà tôn thờ tính độc đáo, tài năng trong lĩnh vực tài chính. Họ thường giỏi kiếm tiền và tích lũy. Người sinh năm này giàu trí tưởng tượng, hoặc không thích sự nhàm chán lặp lại tầm thường và rất coi trọng tính độc đáo, khác biệt. Con giáp này làm việc tích cực và nhiệt tình, có trách nhiệm, họ rất ham học hỏi, cũng rất tự tin vào khả năng của bản thân, dũng cảm đón nhận những ý tưởng mới, quyết đoán, dứt khoát. Họ thích đón nhận những thách thức của cuộc đời, không e sợ trước cường quyền, đã xác định mục tiêu thì sẵn sàng chịu khó, chịu khổ để đạt được thành công. Muốn kinh doanh sẽ có nguồn hàng tốt, muốn làm doanh nghiệp sẽ có môi trường năng động, trẻ trung, muốn đầu tư sẽ có cơ hội ngay từ tháng 1 âm lịch, muốn phát triển tài lộc sẽ có cơ hội cho bản thân được vẫy vùng thỏa chí tài. Cho nên cái bạn cần lưu ý giờ đây, không còn là một nghề thì sống, đống nghề thì chết, cũng không vì có nhiều cơ hội mà ôm đồm tham lam. Tuổi này yêu cuộc sống tự do, không thích bị câu nệ, ước thúc hay tuân theo một khuôn khổ, hình mẫu, họ ghét sự ràng buộc, bức bí. Chính vì lẽ đó, dù làm việc ở đâu họ cũng vẫn dành nhiều thời gian làm những công việc tùy thích. Do không bị bó buộc khô cứng, nên cách làm việc của họ thường mang tính chất cảm hứng cao. Nếu như có hứng thú, họ làm việc hiệu quả, nhanh gấp 10 lần và ngược lại. Kết quả công việc không cao nếu như họ mất đi cảm hứng, thường có thiên phú tư duy nhanh nhạy, sắc bén, linh hoạt. Từ khi còn đi học, họ đã thể hiện rõ là những cô bé, cậu bé thông minh. Kết quả học tập khiến phụ huynh lấy làm tự hào, hãnh diện. Khi trưởng thành, họ thường ham học, nghiên cứu thêm nhiều đề tài yêu thích, nền kiến thức uyên bác sâu sắc. Trong công việc, họ có sức sáng tạo lớn, thường tạo nên những hiệu quả bất ngờ. Các lĩnh vực như tư vấn, giáo dục, ngoại giao hay kinh doanh, tuổi Ất Mão đều có những biểu hiện xuất sắc, và đặc biệt tuổi này có lộc cách nên kinh doanh có duyên, buôn may bán đắt. Lĩnh vực quản lý tài chính, làm nông nghiệp hay các lĩnh vực như văn phòng, liên quan tới gỗ, giấy, quần áo, vải vóc đều có thể giúp họ đạt tới những thành công lớn. Tuy người tuổi Ất Mão có sức khỏe rất tốt, nhưng lại thường mắc các vấn đề về gan. Gan đóng vai trò chủ đạo trong việc điều tiết âm dương nóng này, điều tiết máu. Người mệnh này cũng hay bị ứ huyết, gan tàng hồn, ảnh hưởng tới tinh thần, hay bị đau đầu, chóng mặt, hay mắc các bệnh về thần kinh. Vì vậy người tuổi này cần chú ý giữ tinh thần thoải mái, tự mình kiểm soát cảm xúc của bản thân để giữ gìn sức khỏe tốt nhất. Tuổi Ất Mão nhờ có tài, lại hưởng lộc cách, nên tiền nong không bao giờ thiếu. Gần 30 tuổi nhiều người đã có tích lũy nhiều tiền bạc, càng về già cuộc sống của họ càng sung túc và giàu sang. Người tuổi Ất Mão khẳng khái, chính trực, quảng giao, quan hệ xã hội tốt. Chính vì vậy mà tài lộc cũng không tồi, cả đời sung túc, không lo cơm ăn áo mặc. Bản tính lạc quan, yêu đời, nhân duyên tốt, lại không bao giờ so tính thiệt hơn. Nên dù kiếm được tiền, nhưng người này cũng không có suy nghĩ tiết kiệm. Số tiền dành dụm được cũng không quá nhiều. Một khi tiền bạc dư dôi sẽ nghĩ ngay tới cách để ăn tiêu, nhiều khi hoang tàn vung tay quá chán. Đây là người yêu cầu rất cao về vật chất, thích những món đồ xa xỉ, quần áo phải là hàng hiệu đắt tiền, khác hàng mỹ phẩm mỗi khi ra sản phẩm mới đều không thể thiếu mặt người này tới mua sắm. Chính vì thế mà thu không bù nổi chi, khả năng quản lý tài chính gần như bằng không, khi còn trẻ thường hay lãng phí tiền bạc, tới khi kết hôn thì dần dần mới nhận thức được tầm quan trọng của đồng tiền, hậu vận kinh tế dần khấm khá hơn. Vậy, tử vi tuổi Ất Mão từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 biến động như thế nào, vận trình thay đổi ra sao? Mời quý anh chị cùng Minh Đường tử vi luận giải ngay sau đây. Đầu tiên, xét trên phương diện sự nghiệp, tuổi Ất Mão sinh năm 1975, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Có thể nói rằng, sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 này,
đây là khoảng thời gian có khá nhiều biến động với người tuổi Ất Mão. Nếu muốn mọi việc tiến triển theo chiều hướng tốt, thì bạn cần nhắc nhở bản thân mình, không ngừng cố gắng, kiên định với mục tiêu, không bỏ cuộc giữa chừng. Thực chất thì sự nghiệp của bạn vẫn sẽ có những bước tiến nhất định, nhờ có thiên đức cát tinh xuất hiện nâng đỡ, bạn biết cách lập kế hoạch, sắp xếp công việc hợp lý, nên số nhiệm vụ được giao có nhiều đến mấy, thì bạn vẫn có thể hoàn thành một cách khá khoa học. Các mối quan hệ xã giao thuận lợi cũng giúp bạn thường xuyên nhận được sự giúp đỡ từ đồng nghiệp, công việc khó khăn cũng sẽ có hướng giải quyết nhờ phát huy được sức mạnh của tập thể. Tuy nhiên, con giáp này cần phải kiên định hơn với mục tiêu mà mình đặt ra. Một khi đã bắt tay vào làm việc thì luôn phải tin tưởng vào bản thân, chớ nên bị lung lay bởi quan điểm của người này người kia. Việc thường xuyên băn khoăn, do dự, thậm chí thay đổi kế hoạch mà mình đã xác định từ trước cũng khiến nhiệm vụ của bạn phải tốn nhiều thời gian để hoàn thành hơn, thậm chí kết quả cuối cùng chệch khỏi mục tiêu ban đầu mà bạn đã đặt ra. Con giáp này chưa xác định được điểm mạnh của bản thân, nên làm việc gì cũng tự thấy không hài lòng, muốn thay đổi, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Những lúc như thế này, bạn nên hỏi ý kiến của mọi người xung quanh, đặc biệt là người đi trước và những người đáng tin cậy. Trước hết, bạn nên đề ra một kế hoạch phù hợp với thực tế, rồi từng bước thực hiện, chớ nên nóng vội đốt cháy giai đoạn, như vậy bạn sẽ nhanh chóng đạt được điều mà mình mong muốn. Người đang tìm việc cần bình tĩnh để xác định xem điều mà mình thực sự mong muốn là gì. Bạn không cần thiết phải chạy theo số đông hoặc sốt ruột khi mọi người xung quanh mình đều đã ổn định, bởi như vậy bạn sẽ rất dễ rơi vào tình cảnh đánh mất phương hướng. Khi cần đến sự trợ giúp hoặc định hướng của người khác, bạn hãy tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Ất Mão sinh năm 1975, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Xem tử vi từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, bản mệnh có thể gặp được một vài cơ hội hợp tác làm ăn khá triển vọng trong thời điểm này. Nhờ có thiên đức cát tinh nâng đỡ, bạn nên tận dụng các mối quan hệ xã giao mình đã xây dựng từ trước để khiến việc kiếm tiền thêm phần thuận lợi hơn. Bạn có thể mở rộng mạng lưới khách hàng, đối tác của mình hoặc kinh doanh thêm những mặt hàng mới xuất phát triển quy mô làm ăn. Tuy quá trình thực hiện còn gặp phải một vài khó khăn, nhưng không đáng kể. Chỉ cần bạn cố gắng thì ắt có thể vượt qua và thu được một khoản lời lãi lớn cho mình. Bạn chớ nên vì những điều không như ý trong công việc mà nghi ngờ bản thân, thậm chí thay đổi hướng đi mình đã đặt ra từ trước. Hãy kiên định với mục tiêu mình đã đặt ra và cố gắng tới cùng, bạn mới mong sớm nhận được kết quả tốt. Thời điểm này, tốt nhất bản mệnh nên dành thời gian để học hỏi từ những người giàu kinh nghiệm hơn mình, đọc thêm sách vở để tích lũy thêm kiến thức. Khi bạn đã thực sự vững vàng, thì bắt tay vào làm việc gì cũng thành công. Để tránh chi tiêu tốn kém, bạn cần nhắc nhở bản thân hài lòng với những gì mình đang có và đặc biệt không nên quá chú ý tới chuyện ăn mặc, tiêu dùng, nhất là khi tình hình kinh tế còn chưa ổn định. Tháng này số tiền lương dư dôi bạn cũng không nên chi tiêu quá hào phóng, hãy luôn giữ cho mình một khoản tiết kiệm để đề phòng những điều bất trắc có thể xảy đến trong cuộc sống. Bạn chớ nên mù quáng chạy theo những thứ xa hoa, hào nhoáng, thậm chí đánh mất bản chất thật sự của mình. Xét về phương diện tình cảm gia đạo, tuổi Ất Mão sinh năm 1975, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Chuyện tình duyên gia đạo của người tuổi Ất Mão trong tháng này về cơ bản là tốt. Bạn thường xuyên nhận được những lời mời giao lưu, kết bạn từ bạn bè xung quanh mình. Tuy nhiên, đào hoa thì đào hoa vậy, bạn vẫn cần phải biết cách cư xử và lựa chọn thì mới có thể gặp được người như ý muốn. Đối với các bạn còn độc thân, dưới tác động của mộc dục, bạn dường như thay đổi, trở thành một người hoàn toàn khác. Bạn vốn là con giáp không thích ồn ào, nhưng biết cách ăn mặc và trưng diện nhiều hơn, đồng thời mở rộng lòng mình để trò chuyện với mọi người, nên ai cũng có thể nhận ra sức quyến rũ của bạn. Khi nhận được sự chú ý của nhiều người, bạn chớ nên dễ dãi, giữ quan hệ với tất cả, bởi có thể trong số ấy còn có những người không nghiêm túc nữa. Hãy chỉ làm quen với những người thực sự chân thành muốn tìm hiểu, như vậy thì bạn vừa đỡ tốn thời gian, vừa hạn chế được những tổn thương tình cảm sau này. Đối với người đã lập gia đình, sức hút của bạn bắt đầu từ sự chín chắn và giàu kinh nghiệm của mình. Bạn cũng có thể thu hút được cái nhìn của nhiều người, khiến người ta muốn tiếp cận và gần gũi với mình hơn. Những lúc như thế này, bạn cần nhận ra đó là đào hoa xấu. Bạn tốt nhất nên giữ khoảng cách hợp lý và bày tỏ thái độ rõ ràng. Ngoài ra, một vài đối tượng đến với bạn có thể là vì thực sự muốn tốt cho bạn, có thể là quý nhân của bạn trong tương lai.
Cuối cùng là phương diện sức khỏe, tuổi Ất Mão sinh năm 1975, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Thật may mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi này không có nhiều biến động từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Về cơ bản bạn vẫn duy trì được thể trạng tốt, tinh thần hăng hái tích cực để bắt đầu một ngày mới và những công việc mới mẻ. Để có thể luôn khỏe mạnh, bạn nên nhớ có chế độ sinh hoạt khoa học, không làm việc hoặc vận động quá sức. Chế độ ăn uống khoa học cũng cần được quan tâm, chớ nên ăn nhiều đồ cay hay đồ ăn nóng có nhiều dầu mỡ. Ngoài ra, để tinh thần được nhẹ nhõm, vui tươi, bạn nên tăng cường trò chuyện, tâm sự với người mình thực sự tin tưởng, tốt nhất là với cha mẹ hoặc với nửa kia. Việc ấy không chỉ giúp bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn, nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề hơn, mà còn góp phần gắn kết tình cảm gia đình. Bạn cần quan tâm tới sức khỏe của mình hơn, nên luôn chú ý tập luyện thể dục thể thao, đồng thời có chế độ ăn uống hợp lý. Nhờ vậy bạn luôn cảm thấy khỏe khoắn, tràn đầy sức sống và sẵn sàng bắt tay vào thực hiện mọi kế hoạch mình đã đề ra. Người bận rộn trong công việc, nhớ xây dựng thời gian biểu với chế độ làm việc hợp lý. Có như vậy bạn mới giữ được sức khỏe, vừa giúp công việc đạt hiệu quả cao. Và bây giờ là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận của tuổi Ất Mão sinh năm 1975, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Tử vi tuần 1, tuổi Ất Mão sinh năm 1975, tháng 5 dương lịch 2024. Tử vi tuần này, vận trình của người tuổi Ất Mão khá bình ổn, dù hung vận có phần nhỉnh hơn cát vận, song tình hình không quá nghiêm trọng, bản mệnh vẫn đủ khả năng để xoay sở trong mọi tình huống. Kết quả đạt được hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực của bạn, nhất là khi ngay từ đầu tuần đã có sự nâng đỡ của tỷ kiên, những chú hổ sẽ đạt được nhiều thành công nếu biết lợi dụng tiềm lực của bản thân. Các thần này cổ vũ, động viên cho con giáp này rất nhiều, chỉ cần bạn chủ động và tự tin thì chắc chắn sẽ có thể làm nên kỳ tích. Tài lộc càng về cuối tuần càng vượng, bản mệnh được chính tài nâng đỡ, thu nhập chỉ tăng chứ không có giảm, không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Thời gian này cả người làm công ăn lương, lẫn người kinh doanh đều có được những nguồn thu lớn đến bất ngờ. Bên cạnh đó, có những nguồn thu đều đặn giúp cho kế hoạch tiền bạc của bạn có triển vọng trong tương lai gần. Sao thái âm nâng đỡ cho vận trình tình duyên tuổi Ất Mão, đào hoa nở rộ, tình duyên khởi vượng, nhất là nữ mệnh, đã cảm thấy an lòng hơn khi đối phương có những biểu hiện rất tích cực trong chuyện vun vén hạnh phúc của hai người. Quý nhân, Hợi, Mùi, tiểu nhân, Thìn, Tý. Màu sắc may mắn, cam, xanh lá. Con số phát tài, 40-24-91. Tử vi tuần 2, tuổi Ất Mão sinh năm 1975, tháng 5 dương lịch 2024. Xem tử vi tuần của 12 con giáp, có Thái Dương trợ giúp, người tuổi Ất Mão trở nên linh hoạt hơn trong công việc. Nhờ đó mà bạn tìm ra những cách xử lý phù hợp trong những tình huống khó khăn. Điều này mang lại sự tự tin không nhỏ cho bản mệnh, khi bạn nhận ra năng lực chuyên môn của bản thân đã được nâng cao. Công việc vượng nhất ở thời điểm giữa tuần, thiên ấn cho thấy bản mệnh lanh lẹ tìm thấy được thời cơ để tự đẩy mình lên, khiến mình trở nên nổi bật giữa đông đảo những người có năng lực tương đương. Đây cũng là lúc thích hợp để đưa ra những quyết định quan trọng. Tuy nhiên, vận trình tài lộc trong tuần không được sáng cho lắm, kiếp tài án ngữ, con giáp này có thể có được tiền trong tay, nhưng rồi lại đánh mất ngay trong chớp mắt. Đừng chủ quan với những lời mời mọc béo bở, mù quáng tin người làm mất tiền, hao của. Về tình duyên, tuổi Ất Mão sinh năm 1975, vào tháng 5 dương lịch năm 2024, cuộc sống gia đình không mấy tốt đẹp. Dù đã là vợ chồng nhiều năm, nhưng Ất Mão tính tình nóng nảy, nhiều chuyện vẫn không thể nhân nhượng, khoan dung, cãi vã với bạn đời vì những chuyện vụn vặt. Trong cơn tức giận, Ất Mão thậm chí có thể dễ xảy ra bạo lực gia đình. Về phương diện này, Ất Mão cần phải quan tâm và chú ý quản lý cuộc sống hôn nhân của mình nhiều hơn. Quý nhân, Tuất, Hợi, tiểu nhân, Thân, Ngọ. Màu sắc may mắn, trắng, đen. Con số phát tài, 96-23-47. Tử vi tuần 3, tuổi Ất Mão sinh năm 1975, tháng 5 dương lịch 2024. Bị sao thái tuế xung chiếu, người tuổi Ất Mão có điềm báo xui xẻo khá lớn trong tuần này. Công việc dễ gặp trục trặc, dù bạn đã cẩn thận lên kế hoạch từ trước, vẫn khó tránh được các tình huống bất ngờ phát sinh. Một phần cũng bởi con giáp này đã đôi phần chủ quan, nên để xảy ra lỗi không đáng có. Hung tinh này còn có thể gây ra những tai nạn,
sự cố trong cuộc sống mà bạn không thể lường trước được khi tiến hành bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi cần xuất hành đi xa. Bạn cần phải giữ tỉnh táo và chú ý an toàn. Trước khi rời nhà, bạn nên đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều điều may mắn hơn, đồng thời giảm bớt được những ảnh hưởng xấu. Đầu tuần, tài lộc cực vượng, thực thành nâng đỡ cho bản mệnh tìm thấy cơ may để kiếm tiền. Con giáp này không bỏ lỡ cơ hội và làm dậy ví của mình nhanh chóng. Có điều, kiếp tài hung tinh rình rập ngay sau, cảnh báo bản mệnh phải chi tiêu có kế hoạch, kẻo tiền có cao như núi cũng chẳng mấy mà cạn kiệt. Tình yêu giữa những chú mèo và người ấy không có nhiều bước tiến triển trong khoảng thời gian này. Đôi bên còn bận rộn với vô khối dự định và lý tưởng của bản thân, nên có phần thiếu quan tâm, chăm sóc với nhau, chỉ duy trì việc chuyện trò thăm hỏi theo công thức mỗi ngày. Quý nhân, Hợi, Mão, tiểu nhân, Tý, Dậu. Màu sắc may mắn, trắng, xám. Con số phát tài, 45-89, 13. Tử vi tuần 4, tuổi Ất Mão sinh năm 1975, tháng 5 dương lịch 2024. Tuần mới, người tuổi Ất Mão được thiên đức cát tinh trợ mệnh, đường công danh sự nghiệp, dù có khó khăn nhưng vẫn có thể vượt qua một cách ổn định. Con giáp này cần phải tập trung hơn vào công việc của mình, bởi lúc này là cơ hội để bản mệnh thể hiện năng lực chuyên môn của mình. Hiện có nhiều tác động cho thấy bạn đang đi đúng hướng, hãy cố gắng phát huy nữa nhé. Thế nhưng, dường như đây không phải là thời điểm thích hợp cho những kế hoạch phức tạp, những nhiệm vụ quá to tát. Hãy cứ dành sự ưu tiên cho những thứ sẵn có nền tảng chắc chắn, còn những lý tưởng cao xa hơn thì cần dành thêm thời gian để nghiên cứu và tìm hiểu, để tránh rủi ro không đáng có. Cũng may trong tuần này, những hành động của bản mệnh không ảnh hưởng quá nhiều đến tình hình tài chính. Thiên tài xuất hiện cho thấy, thu nhập của tuổi Ất Mão khoảng thời gian này không tồi, song từ giữa tuần trở đi nên thắt chặt chi tiêu, nếu không muốn tay trắng lại hoàn trắng tay. Tuần này, vận trình tình cảm của mệnh chủ có vẻ đang đi theo chiều hướng xấu, cuộc sống vợ chồng vẫn đang loay hoay với những cãi vã, khúc mắc chưa thể giải quyết. Quý nhân, Dần, Mùi, tiểu nhân, Tý, Ngọ. Màu sắc may mắn, đen, tím. Con số phát tài, 17-36, 98. Quý tín chủ tuổi Ất Mão thân mến, ngày sinh là một trong tứ trụ, bao gồm giờ sinh, ngày sinh, tháng sinh và năm sinh tạo thành bát tự, phản ánh cuộc đời và số mệnh của một người. Chính vì vậy, nếu sinh vào ngày tốt, sẽ góp phần làm cho mệnh cách sáng sủa, hanh thông hơn. Ngày sinh đại cát của người tuổi Ất Mão là những ngày hứa hẹn nhiều điều may mắn của con giáp này. Sau đây Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những ngày sinh âm lịch may mắn nhất của tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, thần tài ban phát tài lộc, gặp thời cơ lớn, sự nghiệp chạm đỉnh, tiền thu về vượt xa sức tưởng tượng. Hãy đoán xem đây có phải là ngày sinh của mình hay không quý vị nhé. Người tuổi Ất Mão, sinh ngày mùng 2 âm lịch. Tuổi trẻ rất tốt, trung vận bình thường, ưu điểm là hiền lành, hài hòa, quan hệ xã giao tốt, có quý nhân giúp đỡ. Khuyết điểm là không được cha mẹ đỡ đần, tay trắng lập nghiệp, tự mình tạo dựng thành công. Người tuổi Ất Mão, sinh ngày mùng 6 âm lịch. Phúc lộc song toàn, tuổi trẻ bi thương, nhưng từ trung vận sẽ tốt lên, được người khác tiến cử nâng đỡ, gia vận hạnh phúc. Tuổi Ất Mão sinh ngày mùng 10 âm lịch. Nam thanh nữ tú, một đời gặp nhiều quý nhân, ít tiểu nhân, người tốt nâng đỡ, nên tính toán chuyện gì cũng thuận, sinh cơ lập nghiệp. Đặc biệt, nữ mệnh hiền lành, tốt bụng hay thương người nên tốt số. Người tuổi Ất Mão sinh ngày 18 âm lịch. Có đường nhân duyên tốt, nam cưới được người vợ tốt, có tài, có đức, phúc lộc song toàn. Tuổi trung niên, con đường phát triển không lớn, nhưng chậm rãi hưởng phúc, nữ mệnh còn tốt hơn nam mệnh. Người tuổi Ất Mão sinh ngày 19 âm lịch. Thông minh, cơ trí, hiểu lễ nghĩa, giữ chữ tín, làm việc thật thà, chắc chắn tuổi trẻ bình thường, tới trung vận bắt đầu phát tài phú, có được danh lợi. Tuổi Ất Mão sinh ngày 20 âm lịch. Có tính cách trung hậu, thích làm việc thiện, tiền vận không thuận, chìm nổi bất định có tiểu tam, nhưng trung vận bắt đầu khá hơn, hậu vận an nhàn. Người tuổi Ất Mão sinh ngày 24 âm lịch. Là số mệnh khổ trước, sướng sau, tuổi trẻ bôn ba vất vả, nhưng trung niên đổi vận thành công trong tầm tay, danh lợi đều đầy đủ, có thể đạt được mục tiêu lâu dài. Tuổi Ất Mão sinh ngày 25 âm lịch.
tuổi trẻ khổ cực, nhưng trung niên đổi vận, danh lợi song hành, là số mệnh trước khổ, sau sướng. Tuổi Ất Mão sinh ngày 29 âm lịch. Gia đình không hạnh phúc, không gắn bó với người thân, xa quê lập nghiệp mới thành công. Người này cuộc đời gặp nhiều quý nhân, tuổi trẻ bình thường, trung vận chuyển biến, tới hậu vận thì hưng, gia cảnh càng ngày càng thịnh vượng. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch của tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.